Hello everyone, welcome back to my channel. Cái clip này thì mình sẽ chơi thử loại 8 game. Các bạn cùng mình phá tựa game đầu tiên nha. Một tựa game ma. Play, let's go. Ok, và trong tựa game này các bạn phải đi tìm 20 chiếc túi. Khi đủ 20 chiếc túi thì các bạn sẽ được tẩu thoát khỏi nơi này. Thoát khỏi ngôi nhà ma. Ở tựa game này thì dễ hơn các tựa game khác. Đó là các bạn chỉ cần vào trong một căn phòng nào đó thì con ma nó sẽ không vào bên trong được. Con ma này thì nó chỉ đi được ngoài hành lang thôi, cho nên là các bạn chỉ cần trốn vào trong một căn phòng nào đó thì nó sẽ không vào được bên trong. Ta lên luôn trên này, ta thật, không hiểu sao mà ta rất thính luôn. Oh man, ok. Chuyển ra. Ok, ta đang xuống cầu thang rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi thẳng lên đây. Ok, đã thành công. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ hai, Granny Chapter 2. One day. I see you.
Oh my god. Wow. Không ngờ gặp ông ta lúc quay lại luôn. Tài thật. Mình đang tính xử ông ta đi được bên kia. Khi các bạn bị ông ta làm một phát như vậy thì các bạn đi sẽ bị khập khiễng ngay. Trời, mình đang đi bất thù bất thò rồi. Ok, xuống đây xem có gì không. Một khẩu súng điện. Rồi. Chủ chui đến rất là chậm. Không biết có ai vào đây không. I see you. Ok. Bây giờ thì mình sẽ lấy chiếc chìa khóa này. Mở cánh cửa đi ra. Rồi, let's go. Bắt đầu thì mình sẽ tìm được món đồ. Let's go. Trong này xem có gì không. So, ok. Còn một thứ nữa, mình sẽ phải bắn đứa con này của ông bà này để xem cho nó có gì không. Xử lý luôn đứa con.
Rồi lên trên cầu thang thôi. Xem trên này có một chiếc chìa khóa nào để lấy được khẩu súng gắn không. Phải tìm một chiếc chìa khóa để mở khẩu súng gắn. Ở đây xem có gì không. Rồi đây là một cái cô ba. Xong đây này. Không có, ok. Xuống đây nào. Đây là một cuộn băng dính. Tiếp tục mình phải xuống dưới rồi. Xuống dưới đây, đây là một căn hầm. Cũng không phải. Chỗ này không có gì. Ở đây không có gì luôn. Chứng tỏ làm đâu đó quanh xung quanh nhà. Ở tầng trên. I see you. Oh my gosh. Wow. Đi rồi. So, ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ ba. Roblox. Pika. Wow, còn được hơn một phút thôi. Ở phần này không biết là các bạn đó đã mở những cái cửa ta chưa. Mình sẽ đi kiểm tra xem. Ở đây mở hết ra rồi này. Chỗ này như vẫn chưa. Vì ở đây cần một tấm thẻ. Không biết Pika đâu rồi. Thua rồi, những anh chàng ở đây vào trước nhưng đã thua. Ok, các bạn có thể chơi Big Guy hoặc các bạn có thể chơi Ten Titan hoặc tất cả những game khác rất là nhiều. Chỉ tùy các bạn chơi. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ tư. Slenderina The School. Ở đây, Medu. Let's go. Một chiếc chìa khóa, ok. Rồi, sang phòng kế tiếp. Oh my gosh. Wow. Trong phòng tiếp theo. Trong phòng này không có gì.
Đây không có gì luôn. Đi ngược. Rồi và mình sẽ lên trên tầng 2 tìm. Đầu tiên thì mình sẽ tìm ở nhà vệ sinh. Món đồ thứ 3. Ok, tiếp tục nào. Ở đây là phòng khách, à phòng phòng bếp rồi. Món đồ thứ tư. Oh my gosh. Phòng ăn. Rất nhiều chìa khóa nhá. Ok. 6 món đồ rồi, còn 2 món đồ nữa thôi. Tiếp tục căn phòng thứ tiếp theo. Không có gì luôn. Bắt đầu bà ta xuất hiện liên tục. Trên này không có gì. Sau đó thì mình sẽ ghép 8 món đồ vào đây. Nguồn điện sẽ mở ra. Và cánh cửa ở trên tầng 3 đã mở. Và bây giờ thì mình sẽ lên trên đó để mở ra. Rồi và ở đây thì các bạn sẽ biết được là con ma này là ai. Đó chính là một giáo viên, một teacher. Không hiểu sao bà này lại yêu quý ngôi trường này nó đến vậy. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Granny Chapter 1. One day. Okay.
tùy do các bạn chơi để chọn độ khó nhé. Nếu mà độ khó cao thì là các bạn đi đâu bà ta cũng sẽ nghe được tí tiếng. Còn nếu mà độ khó dễ thì các bạn phải đến gần hoặc là ở gần bà ta, các bạn tạo tiếng động bà ta mới biết được. Mình sẽ lên cấp cái này đã. Let's go. Có một tờ giấy mã code. Oh my gosh. Wow, bà ta lật luôn cái bẫy ở đây rồi. Wow, rất là khôn. Đi luôn. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo, Slender Rising. Ở tới game Slender Rising này các bạn phải đi xung quanh cái map, bản đồ. Sau đó thì sẽ thu thập những bức hình. Và các bạn nên nhớ khi gặp ông Slenderman, các bạn quay đi thật nhanh. Và từ game này thì ông ta sẽ xuất hiện rất là nhiều. Gần đây có một bức hình. Ok. Trong này rồi. Rồi, mình sẽ đi xuống đây. Bắt đầu có tiếng chân của ông ta. Đi thẳng xuống đây nào. Tiếp tục bức hình tiếp theo. Oh my gosh. Ông ta vừa xuất hiện. Bình thứ 3. Sau đó các bạn cứ đi xung quanh để thu thập tiếp nha. Ok. Và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Holo Grandi. Lên. Let's go. No smoking. Wow. Đây chắc là một bệnh viện rồi. Những chiếc giường ở bệnh viện. Nhưng mà máu me rất là nhiều. Mình sẽ mở cái cửa đây. Wow. Có cánh tay của ai? Oh my gosh. Không hiểu sao bà ta đã chưa gì đã biết mình ở trong căn phòng này rồi.
Rồi mình sẽ phải đến gần một chút thôi. Wow, không hiểu rồi. Có thể mình sẽ phải đợi một lúc, sau đó thì mình mới mở được cửa ra. Nếu không thì sẽ bị bà ta giết chết. Và cái điều khiển của cái bên này nó hơi khó một chút này. Đó, gạt sang bên này rất khó luôn. Chưa rồi, có tiếng động. Oh my god. Không chạy nổi luôn. Mình sẽ thử lại lần cuối cùng. Nếu mà chết nữa thì thôi mình sẽ phải chuyển game khác rồi. Cái này không có cái trốn ở trong giường. Oh my god. Wow wow wow. Rất khó hiểu luôn. Ok, và mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Hello Karanpa. Như ở dưới tầng hầm rồi. Bây giờ thì mình sẽ lên trên này ra. Điều khiển bên này rất là nhỏ luôn. Mở được cái này ra. Đấy thì cái chìa khóa này thì mở cái gì? Mình sẽ vứt ở đây xem. Vô bên cây. À, ok man. Bà ta đang gần đây. Oh my god. Hình như khẩu súng này cũng có đạn. Có đạn sẵn rồi. Mình sẽ xem người ta đang ở đâu. Đây rồi. Ok. Bà ta ngất rồi. Rồi các bạn sẽ phải đi tìm những chiếc chìa khóa rồi mở ra. Ok. Rồi và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.